chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh đã trải qua một đêm mất ngủ cho nên mặt rất là sưng mài xỉa. Vì cái chỗ Linh thuê ở cái thành phố này á, Linh đang ở cái thành phố Sorrento, tiếng Ý là Sorrentina. Thì lúc mà tụi mình thuê á, cái căn hộ trong cái nội dung á, thì họ nói là căn hộ của họ đẹp, nhìn ra biển, rồi không có người hút thuốc hoặc là không có tiếng ồn. Nhưng mà khi đến thì có đủ hết. Thì cái chỗ mình thuê nó còn mắc tiền hơn là cái những cái chỗ khác nữa. Tại vì cái thành phố này cũng là thành phố du lịch, giống như thành phố biển Nha Trang vậy đó cả nhà. Thì cho nên nó hơi mắc tiền một tí. Khi mà mình đến thì đúng là có cái view nhìn ra biển thật, nhưng mà là mình phải lách cái người thì mình mới nhìn ra biển được, chứ mình không phải là nhìn trực diện ra biển. Rồi khi mà tụi Linh tới thì tới lúc mà mình đăng ký thì họ không nói đâu. Đến khi mà mình gần tới á, vì mình đi xe điện cho nên mình phải dừng lại, mình sạc điện đồ, nó không có giờ, nó không có vừa ý của mình, thì mình là họ phạt thêm cái tiền trễ sau 10 giờ tối á là 10 đồng, 30 đồng. Tụi Linh không có hề, không có vui một tí gì hết, nhưng mà mình đi thì mình không muốn cãi cọ cho nên tụi Linh trả 30 euro. Mà thì trong lòng rất vui, và họ nói là không có mùi thuốc lá, nhưng thật ra cũng có mùi thuốc lá ở trong phòng, và cái phòng nó nhỏ chứ cũng không phải là không phải lớn lắm, cho nên Linh không thích lắm. Và Linh nghe nói ở cái thành phố này cũng cái dạng chặt chém nói điêu quá cả nhà, thì Linh không biết là mình có phải trải qua những cái giai đoạn du lịch kiểu bị như vậy không. Linh hy vọng là mình đừng bao giờ có cái kinh nghiệm đó. Thì thôi bây giờ mọi người đi với Linh ăn sáng, ý quên, ăn trưa rồi, giờ trễ lắm rồi, ngủ một giấc cho đến 11, 12 giờ mới ra khỏi nhà. Thì giờ này là bắt đầu ăn trưa rồi chứ không còn sáng nữa. Thì hy vọng là tụi Linh sẽ tìm được chỗ ngon để giới thiệu cho mọi người biết về cái thành phố này. Đây là đường phố Sorrento, như cả nhà tiếng Ý là Sorrentino. Và ở đây thì trái mình nhìn đó là, tại vì hồi lúc nãy mình quay phim á, nó bị vướng cây nhiều quá, chứ cái lúc mà cái view nhìn xuống biển thì thật sự là rất đẹp luôn. Thành phố này Linh thấy nhà cửa thì có vẻ hiện đại hơn những thành phố khác. Cái thành phố này ở gần Rome nha cả nhà. Quá trời luôn nè cả nhà. Cây cam, cây chanh nhiều lắm, trồng ở ngoài đường vậy đó. Nhưng mà mấy cái cây này thì vì trồng để trang trí vậy thôi, nó không có ngon. Ở đây á cả nhà, nhìn mình có cảm giác y như là ở Sài Gòn luôn á, tại vì xe gắn máy rất là nhiều. Và họ bán đồ dọc đường nữa. Giống như bên này vậy nè, họ treo đồ dọc đường, xe gắn máy này, xe này nữa nè. Cho nên Linh cảm giác giống như là mình đang ở Sài Gòn á. Hồi tối á, xe chạy ngang cái chỗ ngủ quá trời luôn, xe gắn máy Linh nghĩ, ôi chỗ ơi, sao tự nhiên sao mình về Sài Gòn hồi nào vậy? Ai ngờ là mình đang ở Ý. Ở cái chỗ Linh ở á, thì không có máy giặt và cũng không có người giặt đồ cho mình luôn. Mà mình đi chơi xa như vậy á, là Linh phải giặt đồ thôi, không giặt đồ á, để nó vô, nó vô cái mình để mình đem theo vô đồ nó hôi á cả nhà. Cho nên Linh tới cái tiệm giặt công cộng này thì ở đây có bán xà bông nè, và bên đây là cái chỗ để mình giặt. Giá 8kg là 5 đồng, 13kg là 7 đồng. Mà tụi Linh mấy hôm kia đã nhờ cái người chủ nhà ở đằng kia giặt cho Linh một mớ đồ rồi, hôm nay thì chỉ giặt ít thôi nhưng mà vẫn phải trả 5 đồng. Bên đây là chỗ sấy đồ. Lần đầu tiên Linh giặt đồ công cộng như vậy á cả nhà, chưa bao giờ thử á, giờ thấy lạ lạ. Người ta đang trồng cây, mấy cây cọ này ở ngoài đường. Tụi Linh đang kiếm chỗ ăn sáng á cả nhà. Linh nói thiệt nha, qua đây mình nhìn thấy pizza với lại cái spaghetti mình ớn luôn á. Giống như là Linh nói là họ mở cửa rất là trễ, khi mà mở cửa sớm hoặc là mình muốn ăn trưa cái gì á, là cái món độc nhất á, nhiều nhiều lựa chọn nhất á, là pizza đó cả nhà.
thấy nó kinh dị quá. Đây là mấy cây cam, cam sành. Mọi người đang ăn pizza đó, cả nhà thấy không? Đủ loại hết. Phía sau của Linh là một cái nhà hàng để mọi người có thể ăn trưa và ăn tối. Thì tụi Linh đã đi qua cái nhà hàng này rồi. Lúc đầu cũng không có muốn vào đây ăn, nhưng mà sau đó thì đi dọc mấy cái nhà hàng kia toàn là pizza đồ, không có nhiều sự lựa chọn. Cho nên Linh vào đây Linh ăn, Linh thấy rất là đông người và chỗ ngồi nó cũng thoáng mát hơn là những cái chỗ mà mình đi qua. Mấy cái chỗ đi qua nó giống như cái hàng quán ở dọc đường của cả nhà, nắng nóng lắm và ngồi ở ngoài xe cộ chạy tùm lum hết. Chỗ này thì có vẻ đỡ hơn một tí. Và đối diện thì có một cái khách sạn và có hồ bơi. Nhưng mà Linh nghĩ là mình phải vào đó thì mình mới vào đó ở thì mình mới bơi được. Còn đây là cái tên của thôi quay lại thôi chứ giờ ngước lên thì không thấy Linh mà không thấy quán. Đây là cái tên của quán. Rồi Linh quá đói rồi. Bây giờ không phải là ăn sáng nữa mà là ăn gần trưa và chiều luôn. 2 giờ rồi đó cả nhà. Thì tụi Linh ghé cái quán này, Linh thấy người ta ăn giống như là ở bên Việt Nam mình ăn kiểu ăn trưa nhiều thức ăn á, chứ không phải là ăn giống như là bên những nước châu Âu khác giống như là Đức và Hà Lan. Tại vì Đức Hà Lan á họ ăn trưa rất là ít. Bây giờ Linh cho mọi người coi cái menu nhé. Đây là cái quán ăn mà Linh giới thiệu mọi người khi mà tới thành phố này, thì hãy thử ở cái quán này. Nó ở trong một cái góc đường nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng không có khó tìm lắm. Đây là cái quán ăn mà Linh thấy rất là ngon, giá cả phải chăng, phục vụ tốt, dễ thương lắm. Và đây chính là phía bên trong. Ở đây họ có nhiều loại spaghetti nè, mấy món khác, và Linh sẽ ăn cái món grill mực nướng và cá. Giá của nó là 13 euro. Rồi mình bây giờ mình ngồi mình chờ đợi đem món ra và ăn thôi. Khi mà vào ăn á, thì họ đem ra một cái túi này, và trong cái túi này thì đựng bánh mì. Cái loại bánh mì như vậy là để mình ăn ăn gọi là gì ta, bắt đầu ăn á, gọi là ăn. Linh không biết nói làm sao nữa, quên mất cái tiếng tiếng Việt rồi. Thì bắt đầu ăn là ăn bánh mì. Mỗi người mà ăn một chiếc bánh mì này thì làm sao mà có thể ăn nổi nữa. Đồ ăn ra rồi. Đây là món thịt gà nướng, nhìn cũng hấp dẫn á. Ăn kèm với cái này không phải là món ăn kèm, nhưng là mình thích thì mình đặt thôi. Còn món của Linh thì vẫn chưa có ra. Lúc nãy Linh nói với mọi người là Linh ăn mực nướng, nhưng mà Linh thấy cái anh kia ảnh ăn cái món tôm này ngon quá, cho nên Linh đặt món tôm này luôn. Đây là món đặc trưng spaghetti tomat ăn với bánh mì. Cà chua không đây. Có bát tát nữa, ok. Thôi bây giờ Linh sẽ ngồi Linh ăn trưa đây. Rồi Linh sẽ báo cáo cho mọi người sau nhé. Cái chú này đem ra cho mình thử cái loại này, mình không biết là cái gì luôn. Rót ra rồi. Đây này. Pistachio. Mình tính đi rồi, chú đưa cho mình thử. Cái nước màu xanh đó mọi người thấy rồi ha. Oh, very good. Yeah, very good. Rượu nhưng mà mạnh đó nha cả nhà. Chắc ngồi đi xỉu luôn đó. Mình tính đi rồi, trả tiền rồi mình tính đi rồi. Chú đó rót cho mình loại khác rồi. Strong. Strong.
Lizard, but really strong. Also pistachio. We say limoncello. Ciao, ciao. It's really strong. Tổng cộng nãy giờ Linh ăn đó là 54 euro. Và ở cái tiệm này thì không có tính tiền cái phí trải bàn á nha cả nhà. Cái phí trải bàn á Linh đã nói trong hình như trong cái clip Corona rồi đó, là cái phí trải bàn chứ không phải là cái phí phục vụ. Cho nên ở đây họ tính 54 đồng, không có tính cái phí đó. Nếu mà tính cái phí đó chắc là cũng khoảng 60. Nhưng mà tất nhiên là người ta không tính. Và cái thức ăn ngon, phục vụ tốt thì tụi Linh sẽ cho thêm tiền để tiếp. Vraag je wat de prijs is? Hoeft niet allemaal te pakken, hè? De bovenste met stippeltjes. Ja? Oh. Die is niet zo lekker, denk ik. Nee. Ja. Zou ik denk ik misschien of nog kan leuker vinden? Nee, het stinkt hier. Thử chai phí không? Chào. Chưa chín. Lichtje alcohol, hè? Ik heb een lichtje alcohol. Dat is weer mooi. Ik hoop het eigenlijk cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh, mong là mọi người sẽ theo dõi clip tiếp theo của Linh nữa nhé. Bye bye.